xả máy bay năng suất nó sẽ cao hơn xả tay từ 1 đến 2 bao trên. Nếu mà phải xả cái lượng phân ít này thì chỉ có máy làm được thôi. Thì 1 cân khoảng 3 kg phân thôi, người thì không thể nào mà nổi nổi. Chỉ có số lượng phân lớn người làm thủ công nó mới làm được thôi. Nhưng mà nếu mà ném nhiều phân như vậy á thì cái ruộng mình nó thừa cái nhu cầu. Ruộng mình nhu cầu chỉ cần 3 kg cho 1 cân thôi. Mà người thì mỗi người ta phải từ 5 kg, 7 kg ta mới làm. Vậy là thừa phân đưa cái lúa mình nó không tốt. Cái tiền trả cho nhân công á, xả tay á, chắc ăn nó sẽ rẻ hơn mấy. Nhưng mà vì cái hiệu suất mà cái hiệu quả thì nó không bằng. Bây giờ cái độ đồng đều nè, mình đặc biệt là nông dân miền Tây mình thích không có cái nốt chân. Xả lúa mà không có cái nốt chân là nhiều người kỹ người ta đi cấy ra nốt chân á. Sau này cái tiền mà thuê nhân công cấy cái nốt chân á, nó sẽ tốn một khoản phí nữa. Với lại xả tay mà chỗ nào mà dày quá cũng phải tốn tiền nhổ mấy chỗ dày ra nữa. Còn xả máy bay thì cái tỷ lệ đồng đều nó có. Thực tế đã chứng nhận mấy vụ rồi, xả máy bay năng suất nó sẽ thường thường sẽ cao hơn xả tay từ 1 đến 2 bao trên 1 công. Mình phun máy bay thì mình đỡ tiếp xúc với thuốc hơn. Có nghĩa là mình tiếp xúc thuốc nhưng mà một cách chủ động. Mình biết ví dụ như pha thuốc thì mình có thể chủ động mình tránh né được những cái trường hợp mà pha thuốc mà thuốc nó vô người mình chủ động được. Dạ. Thứ hai là đặc biệt là những cái lúc mà phun trời gió thuốc đặt vô người á, mình cũng chủ động tránh né được so với thủ công. Còn thủ công thì đặc thù là mình phải chịu rồi. Trời im gió xả đều, sợ gió thôi. Nhưng khi mình phun cái này nó nhẹ giảm được cái lượng thuốc nữa. Khi mình lấy mình khỏi bơm nước thì tịch cũng lượng nước. Làm cái này thì nó đỡ cái dấu giò rồi. Anh nó mười mấy hết, ba hết giao cho em nó làm luôn rồi. Coi như là ruộng của anh hiền luôn á. Lúc mà mình thu hoạch là mình mới tới đây lúa thôi.